Được rồi. À, vậy tắm rồi. Không được không? Trời bão quá mày, mày thấy ra ngoài tao không? Thôi giờ tôi rồi giờ tôi luôn. Đây vô. Giờ con tắm chưa? Hẹn ai vậy? Hẹn uống hẹn ai? Dạ. Mày hẹn ai vậy? Con đâu có hẹn ai đâu. Rồi lấy tiền ra đi. Dạ. Thôi mày nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện với quại giai. Bà đội mày nói chuyện vậy đó hả mày? Không có. Nói chào quần giai. Rồi túi tiền. Thảo tắm chai hả? Tắm ha. Chà là sự chưa đó. Tắm mát không vậy? Mát. Bà nào á? Ừ? Bà ai vậy? Không vậy? Mày hỏi vậy hả tao? Bà nội quá vậy? Sáng tắm mát mẻ hả? Không vậy ha? Kiểu tâm đâu rồi. Dạ này ngồi đi chứ con lấy cái tâm cho. Vậy ngồi xuống đi. Cỡ nào cũng đòi cũng lấy phải lấy tâm hả quậy. Đây, hết tiền bỏ túi rồi bây giờ tính tâm nè. 1 2. Bỏ vô túi, tâm. Con phải đi lâu già. À, sao mà con đi lâu già ha? Quần áo à. Rồi. Hãy ngồi ở đây vậy cho đầu khô ha. Ra dài ngứa vậy. Nghe tại cũng chân ra dài ngứa hả? Không, đằng đây lâu quá không có cắt người. Thì đâu không có cắt mà kỳ đây để lâu. Thì hai ba kỳ mới cắt lần kia. Cắt hoài quá, đâu có móng đâu ra nè. Cái gì vậy? Tao ngứa chứ tao nói này đâu. Tay là sẽ có tay. Tay lâu rồi. Tay phải dài dài không? Dạ. Tay bữa nay muốn phải dài không? Dài lắm, cũng dài. Sáng phải ăn gì vậy? Không khô. Cơm khô đó hả? Thích món đó không vậy? Hả? Quậy thích ăn món đó hả? Thì nó cho ăn à. Sáng ăn cơm khô à?
Chú ăn cơm cái gì? Chú Huệ muốn ăn cơm cái gì? Biết rồi mà chừng tao cho ăn hai chứ tao có đòi đâu. Chú cho Huệ ăn cơm với canh chịu không? Canh tao ghét quá mẹ ơi. Ghét canh hả? Chú Huệ thích gì? Canh khô đúng không? Khô cá rồi đó. Cá kèo kéo cà. Chú thích kéo cà đó mà. Hả? Được chứ, Huệ thích kéo cà lắm mà. Ừ. Kéo cà là gì Huệ? Cái gì? Cá kéo, kéo cá. Kéo cà là cá kèo. Buồn buồn khó là thấy cái giống chơi rồi mà. Sao? Ừ. Mà lúc này mai rồi nhà trợ không có không phải không? Dạ không. Xong sạch sẽ đẹp đẽ ha. Thì nó là gì mà chắc cái gì? À còn sót móng mà. Còn sót. Thảo kỳ quá. Nó cắt bị sót móng mà không chịu. Đây. À. Ok chưa? Được chưa vậy? Bạn nói đây. Nói đây, nói đây. Chào, tạm biệt. Bạn chào đi. Chào. Còn ít gai nữa, 60 rồi. Ai 60? Tao. Nhiêu? 60 tuổi á. Ôi là. Bà ngoại 90 mấy rồi. Chào mày. Ngoại 91, 92 tuổi rồi. Đâu phải 60 đâu. Nhớ lộn không bạn? Phải không? Bà hai bữa bà cắt kìa. Bà bị tiểu đường á, cắt chảy máu là coi như không lành. Trời ơi, dài cắt bà mới sướng à. Sướng hả? Sướng không? Không chịu bị. Ừ đó. Rồi, nó bay nè, nó bay, nó bay, nó bay. Bye bye. À. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chút xíu gãi cho ha, chút xíu nữa gãi.